What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hôm nay thì mình sẽ cùng review cho các anh em một con bàn phím cực kỳ đặc biệt luôn. Con bàn phím này là một con bàn phím rất chi là nam tính và mạnh mẽ. Một con bàn phím mà mình phải nói là thấy là rất ít khi xuất hiện ở trên thị trường. Và cái màu này cũng gọi là màu cực kỳ nam tính và mạnh mẽ luôn. Một trong những cái màu mà mình thích nhất, màu phải nói là dành riêng cho Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng mở hộp chiếc bàn phím này xem thử có những cái gì đặc biệt. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến cái phần vỏ hộp bên ngoài. Phần vỏ bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu Canonic ở đây và Biresun. Thì đây Biresun này thì là cái hãng của bà hãng Ritsun, còn cái tên bàn phím là Canonic 104. Đó. Thì con này nó sẽ là bàn phím full size và bên ngoài chúng ta sẽ không nhìn thấy có gì nhiều, chỉ ngoài thương hiệu Canonic mà thôi. Đó, không có gì cả. Rồi, chúng ta sẽ mở hộp luôn. Cái này đóng hộp khá là đơn giản. Tuy nhiên thì cái thùng đóng hộp của nó cũng rất chi là chắc chắn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Oh yeah. Một cái bàn phím cực kỳ nam tính mạnh mẽ. Wow. Mới mở ra thôi mà mình đã thấy rất là phê rồi. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ có gì thêm không? Bỏ cái bàn phím này vào một bên nhé. Bóc cái lớp bao này ra. Ok. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cuốn cửu âm chân kinh nữa. Đây, cuốn này thì nếu mà các bạn muốn luyện thì chúng ta có thể đọc cuốn này vài tiếng đồng hồ là có thể thăng luôn. Này, ở trong này chúng ta sẽ còn có thêm một ít phụ kiện nữa, bao gồm đó là ba cái switch lẻ để mình thay thế và một cái nhổ keycap và một cái nhổ switch bằng kim loại. Đây, ok, không còn gì hết, vứt sang hộp sang một bên. Vậy chúng ta sẽ đi sang cái nhân vật chính, nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đó chính là một anh chàng bàn phím nam tính, mạnh mẽ, màu hường. Đây, em nói đây. Đó, khi mà mình mở hộp chiếc bàn phím này thì nó cực kỳ ấn tượng luôn. Nhìn rất là vê. Wow. Một màu hồng từ trên xuống dưới, từ đầu tới đít. Đó, quá đẹp. Rồi, vậy chúng ta sẽ không lan man về cái độ bóng mượt của nó nữa. Chúng ta sẽ sang đến cái phần đánh giá chi tiết. Đầu tiên thì các bạn khi mở hộp thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái thiết kế kiểu dạng cổ điển, gần giống như là của mấy con bàn phím văn phòng, như là của Philco hay là của thằng Leopold. Thì nó sẽ cái kiểu dạng như rất là đơn giản luôn, không có gì đặc biệt cả. Đó, một cái layout chuẩn và nó sẽ là thiết kế phím chìm. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là cái phím của nó là nằm chìm phía dưới tấm bọc nhựa như thế này ở ngoài. Và cái mặt khác đập vào mắt chính là cái màu rất là đẹp của nó, màu hồng. Và nó sẽ hồng từ trên xuống dưới luôn. Đấy, hồng hoàn toàn full. Ngoài ra những cái fit này thì nó là màu trắng thôi. Đó. Và đây có cái hiệu Canonic ở trên này. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái chữ Canonic được làm bằng kim loại ở đây. Cái bằng kim loại hay bằng nhựa nữa, mình thấy nó là móng. Rồi, về cái phần phông chữ thì đây là phông chữ quốc tế, phông chữ chuẩn. Đó. Nhìn nó rất là thanh mảnh, rất là đơn giản. Nói chung cái này thì mình nhìn thấy nó rất phù hợp với những cái bạn nào thích cái theo cái kiểu đơn giản, không nhiều màu mè. Đó. Rồi, vậy mình đi thêm về cái phần ngoại hình một chút nữa. Đó là cái phần vỏ của nó. Thì phần vỏ của nó sẽ là phần vỏ hoàn toàn bằng nhựa luôn, chứ không có kim loại. Đây, những cái phần vỏ xung quanh viền như thế này thì hoàn toàn bằng nhựa. Nhựa được đúc rất là đẹp, nhựa nhám nha các bạn, màu hồng xuyên suốt. Và mặt sau thì chúng ta vẫn thấy có hai cái lẫy để nâng hạ độ phím, nâng hạ độ cao của phím. Đây, bốn cái chân chống trượt màu trắng, cái số hiệu Canonic series ở đây. Đó, không có gì đặc biệt đằng sau cả. Để dây cáp thì sao? Dây cáp thì chúng ta sẽ có một cái dây cáp màu trắng đi kèm với cái bàn phím màu hồng. Có lẽ là nếu mà màu hồng luôn thì có tuyệt hơn rất là nhiều, nhưng mà màu trắng thì nhìn nó cũng hay, nó cũng rất là lạ. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái đầu USB như thế này, có một cái đầu chống nhiễu. Vì sao lại có hai đầu USB này thì theo như thông tin của nhà sản xuất cung cấp thì cái đầu này chính là cung cấp thêm điện năng cho bàn phím. Nếu như mà chẳng hạn như cái cây của bạn nó không đủ điện để cung cấp cho bàn phím này thì nó sẽ yếu á, thì mình có thể cắm thêm đầu này vào cổng USB khác thì nó sẽ cấp điện thêm cho bàn phím này chạy ổn định hơn.
Đó là lý do vì sao một số cái bàn phím hiện tại bây giờ nó lại có hai cổng USB để nhằm cấp thêm điện cho bàn phím này, nhưng mà cái hiệu điện thế nó không đủ. Rồi, ngoài về bên vẻ ngoài rất chi là nam tính mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có thêm một cái hiệu năng cực kỳ tốt ở phía bên trong nữa. Đây chính là chiếc bàn phím mà giá rẻ nhất mà mình từng thấy đang sử dụng một nguyên một dàn keycap, đó là keycap PPT. Thì bây giờ mình sẽ dùng chính cái nhổ keycap mà nó tặng để mình nhổ một cái keycap lên cho các bạn coi. Thì keycap PPT là thường sử dụng trong những cái bàn phím mà nó là thuộc dạng bàn phím cao cấp. Đó, tức là cái nhựa PPT này là cái nhựa nhám và nó sẽ không có để lại cái vết chày bóng mồ hôi vân tay sau thời gian sử dụng, và đặc biệt là nó cũng làm nước bôi sót luôn, các bạn yên tâm. Cái cảm giác bấm của con này khi mà sử dụng nhựa PPT thì rất là tuyệt vời. Đó, nếu các bạn đã chưa từng biết đến nhựa PPT hay là nhựa ABS là như thế nào thì các bạn có thể vào Google cái chất liệu nhựa PPT và ABS dành cho phím cơ thì nó sẽ có. Và PPT này thì thường xuất hiện trong những cái bàn phím cao cấp mà thôi, chứ còn những cái bàn phím mà thường thì nó lại không dùng PPT mà dùng ABS. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm là bàn phím đang sử dụng Blue Switch của thằng Content. Đây là một trong những cái Blue Switch mà mình đánh giá cũng tạm được. Ở trong cái tầm giá này thì nó vậy là quá ngon rồi. Đó. Đây đang sử dụng Blue Switch. Và cái Blue Switch này gõ cũng khá là kêu. Đặc biệt hơn là do có con này nó có thiết kế là switch chìm, cho nên là cái play ở phía dưới sẽ là play kim loại. Cái đệm phía dưới này sẽ là cái đệm kim loại ở dưới. Đó. Thì khi mà các bạn gõ thì tiếng của nó sẽ phát ra đanh hơn, nghe rất là sướng tai. Rồi, nhìn đây. Và đặc biệt hơn là cái con này nó có thể thay thế switch nóng, tức là thay trực tiếp mà không cần phải mở bàn phím ra hay là hàn mặt vân vân. Thì ở đây nó cũng đã tặng cho mình một cái nhổ switch như thế này. Em sẽ cho các bạn xem cái nhổ switch của nó. Đó, làm hoa văn các kiểu rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sẽ có hai cái đầu nhỏ này để cắm vào trên switch để mình nhổ. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhổ cho các bạn coi nhé. Đó. Sau khi nhổ switch ra thì chúng ta sẽ thấy cái switch này có chân sẽ được cắm vào trực tiếp vào trong bo mạch như thế này. Nó sẽ có hai cái lỗ nhỏ ở đây để mình cắm cái chân switch vào. Thì khi các bạn cắm cái switch khác vào thì lưu ý là phải đặt đúng vị trí của nó và phải đúng vào trong hai cái lỗ này thì mình cắm thì nó mới chính xác được và nó sẽ không có bị cong cái chân. Đó, mình lắp switch vào rất là dễ dàng. Như vậy thì chúng ta có thể thay thế nóng cái switch của con này, thì mình có thể cất tầm, mình có thể thích mình thay red switch hoặc là mình thay blue switch hay là mình thay brown switch, tùy đó là tùy sở thích, thì mình có thể thay hoặc là mình thay switch của hãng khác vào cũng được, không sao hết. Đó, rất là dễ. Ngoài ra về cái phần bên ngoài cũng như là hiệu năng về cái switch của nó thì chúng ta sẽ có thêm một cái cực kỳ nổi bật của con này, đó chính là cái phần đèn LED. Đèn LED của con này sẽ đang sử dụng đèn LED, đó là đèn LED RGB 16,5 triệu màu với có phần mềm tùy chỉnh luôn. Và mình đã cái phần mềm này của nó thì trên mình có thể tìm thì ở trên mạng thì nó chủ yếu là phần mềm chính chung thôi, nhưng mà riêng ở shop mình thì đã Anh hóa rồi, tức là đổi sang tiếng Anh hoàn toàn, thì các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng để mình có thể macro máy, macro chữ hoặc là mình có thể chỉnh LED vân vân. Đó, rất là nhiều. LED của con này thì rất là sáng các bạn ạ. Yên tâm là các bạn đủ có thể chơi với cái độ sáng của nó rất là tốt, tương phản rất là tốt, để trong phòng thì các bạn yên tâm, cho dù bật điện thì vẫn có thấy đèn chạy chói sáng luôn. Rồi về cái hiệu năng gõ của nó thì sao? Về cái con này thì cái switch mình đánh giá không được cao cho lắm. Tuy nhiên thì nó vẫn đáp ứng được các cái nhu cầu gõ blue switch, tức là mình vẫn có cảm giác tiếng kêu rất là đanh và cái khớp của nó cũng rất là khá là rõ ràng. Thì bây giờ mình sẽ gõ một đoạn cho các bạn coi. Bây giờ mình đã đưa cái mic vào sát trên chân bàn phím, mình sẽ gõ cho các bạn một đoạn văn bản để xem thử cái tiếng clip của con này phát ra như thế nào. Đây là một cái phần rất quan trọng để mình thử phím cơ. Tất cả các phím cơ thì nó sẽ có cái tiếng cũng như là cái cảm giác gõ đều hoàn toàn khác nhau, không con nào là giống con nào hết. Bây giờ mình thử cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn có thể thấy tiếng của nó phát ra rất là to và tiếng rất là rõ ràng.
Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy có cảm giác hơi lỏng lẻo một chút, thì có vẻ là do là cái cách PPT này nó chưa có ăn khít với lại các cái switch của con này. Còn nếu mà mình dùng switch khác thì có vẻ là ngon hơn. Và các cái nút dài như thế này thì mình gõ cảm giác nó vẫn chưa được đăng. Đó. Tuy nhiên thì nó lại rất là chắc chắn rồi. Như vậy là rất là chắc chắn so với cái tầm giá mà chỉ chưa đến 900 ngàn nữa mà mình gõ thì rất là phê rồi. Đó. Các bạn có thể thấy là tiếng mà nó gõ rất là sướng. Đó. Thì nếu mà các bạn không thích tiếng blue thì các bạn cũng có thể thay thế dễ dàng với các cái switch khác, rất là ngon. Thôi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần test led của con này vào trong ban đêm. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái chế độ led rất là đẹp của con này. Ok, let's go. Vâng, sau khi mình đã qua cái phần test led của con này thì các bạn có thể thấy là cái chế độ led của con này rất là nhiều và cũng như rất là sáng, đẹp. Đó, và nó sẽ có cả phần mềm hỗ trợ luôn, nên các bạn yên tâm. Vậy nếu như chúng ta bỏ tầm tiền khoảng từ 850 cho đến 900 ngàn thì mình sẽ được những gì và mất những gì về con bàn phím này? Đầu tiên chúng ta sẽ được một cái thiết kế gọn gàng, rất là thanh nhã. Đó. Thế này, và chúng ta sẽ có thêm một cái phông chữ quốc tế không có hề có giống như là tàu khựa của các mấy thằng hãng tàu khe. Hãng tàu kia thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp, một cái phông chữ rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái dàn keycap bằng PPT. Đúng đấy, một cái dàn keycap bằng PPT cực kỳ xịn luôn. Nếu như mà các bạn biết về những công bàn phím dòng cao cấp thì PPT quả thật là rất là đắt tiền. Cứ tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hệ thống LED, đèn LED RGB 16.8 chỉ màu, cực kỳ tuyệt vời. Có phần mềm tùy chỉnh luôn và có khả năng hỗ trợ thêm macro nữa, quá ngon. Đó. Vậy cái điểm trừ của nó là gì? Chúng ta sẽ có cái switch không được tốt lắm, switch của hãng Content không có tiếng tăm lắm. Đó. Ngoài ra thì cái thiết kế của nó thì nó hơi thiếu sót một chút. Ví dụ như hai cái lẫy này thì mình thấy nó không được cứng cáp lắm. Ngoài ra thì dây thì nó lại là màu dây nhựa và là màu trắng thì nó cũng không có đồng bộ cho lắm thôi. Tuy nhiên thì cáp thì nó vẫn là ok, cáp thì vẫn có giờ cục chống nhiễu. Đó, thì chỉ là không được mạ vàng thôi. Ngoài ra thì tất hay là khi nhà sản xuất mà tặng kèm thêm cả cái bộ nhổ keycap và cả bộ nhổ switch nữa. Cái này thì rất là ít hãng tặng kèm thêm. Cái này cũng là một cái điểm cộng đáng giá. Và ngoài ra, ngoài cái điểm trừ về switch của nó không phải là một switch hãng có tiếng, cũng như là dây cáp không bọc dù và thiết kế thì cũng như là chưa hoàn thiện hết, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái giá thành cực kỳ tốt với giá chỉ chưa đến 900 ngàn thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một bản màu xanh lá này, màu xanh dương nhé, màu xanh dương, và có bản màu trắng với màu đen nữa. Riêng về bản màu trắng với màu đen thì các bạn lưu ý là mình sử dụng keycap ABS cho nên nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn bản màu xanh dương và bản màu hồng như thế này thì nó sẽ sử dụng là keycap PPT cho nên nó sẽ đắt hơn. Đó, các bạn lưu ý nhé. Các bạn thấy có suy nghĩ như thế nào về chiếc bàn phím này? Có đáng giá trong tầm giá hay không? Và nếu như các bạn mua thì các bạn sẽ mua con bàn phím này hay là mua con bàn phím nào? Theo mình thì mình sẽ lấy con bàn phím này vì cái chất nam tính của nó rất là manly. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Boss Gear.
Nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, share và comment ý kiến của mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.